ra vậy hết rồi đó hả? Trời ơi, ba miếng nó gờ gạt hết à. Vịt trứng ai nấu cho ăn? Mãi xích ra đây, đây cho sáng. Xin lỗi, tôi không biết đây là nhà của bạn. Miếng trắng tươi cười, đừng ngại gặp bạn, gặp lại bạn, tôi rất vui. Tôi ở đây một mình buồn lắm, bạn ở. Dạ Quỳnh Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì cũng gần 1 giờ chiều thôi, nhưng mà lật đật á thì Quỳnh Hồ nằm nghỉ ngoài kia thì có gọi điện cho anh Hợp thì anh Hợp vẫn đang gấp rút đào cái công trình này cô bác quý anh chị. Mặc dù là trời mưa hay là trời gió thì anh Hợp vẫn đang thi công nè. Thấy hưng ghê á. Và hôm nay có một cái hình ảnh như thế này, mình cảm thấy rất là xúc động và muốn chia sẻ đến cô bác quý anh chị về tiến độ thi công của nhà của bà cụ, cũng như là tiến độ làm của các anh thợ ha cô bác quý anh chị. Mời các anh thợ cùng mời các cô bác quý anh chị cùng vô đây với Quỳnh Hồ ha. Mô quá luôn. Ủa chỗ này nóng nỉ luôn anh Hồ. Cho mấy bà cháu và cũng mừng ha. Nói chung là cũng vừa hồi cũng đang nhận sự ủng hộ của quý mạnh thường quân để cho bà cháu sau khi cất được một ngôi nhà thì có được một tí xíu gì đó để làm vốn để có thể làm ăn trong thời gian tới, đặc biệt là cho các cháu có thể học nghề nè. Không biết có một chị nói là muốn hỗ trợ cho bé anh hai tên gì ta, anh hai có con tên gì? Tường. Anh Tường, Tường đúng không? Dạ. À bạn Tường, không biết là bạn học nghề thì chị nó sẽ hứa sẽ hỗ trợ cho bạn Tường học nghề luôn. À, con ăn cơm chưa? Dạ. Con ăn cơm gì đó? Dạ, con ăn cơm cá chiên với trứng. Ai nấu cho ăn? Mãi. Mãi xích ra đây, đây cho sáng.
Ngoại nấu, nay sao bếp Tiền không nấu? Có chị hai, có chị ba, có chị không? Không hả? Rồi có muốn nấu cơm không? Muốn. Đi học thì à, sau này mình ước lớn lên mình làm gì? Làm cô giáo. Vì sao? Vui. Vui sao ta? Vui được gì? Được chỉ mấy em học. À, được chỉ mấy em học. Ờ, sao mình không ước cái nghề nào nó cho nó nhiều tiền mà chỉ ước làm cô giáo thôi? Để ngoài vui ngoài cũng thích vậy đó hả? Ở trên lớp là học được hè, được có lãnh giấy khen không? Có. Nhiều không? Có một thôi hả? Có được làm lớp trưởng gì không? Không hả? Đi học ngày là bà ngoại cho nhiêu tiền? Bà không có cái tiền mà mua thôi. Mua gì? Mua bánh là nhiều tiền. Ai mua bánh? Dạ. Ngoại mua cho con. Hay là ngoại đưa tiền cho chị con trả đi. À, chị hay chị ba chở đi học để cho bao nhiêu tiền? Dạ, mình hơn 20 tiền. Ủa sao nhiều tiền vậy? Để mua bánh. Để mua bánh hả? À? Ăn với súng răng hết đúng không? Với lại em chị... Lớp 2 hay lớp 3 quên này? Dạ, lớp 2. Lớp 2. Ngày mai đi học hay chưa? Hứa là ngày mai đi học. Không được ở nhà, để dạ. Cho chị ba ở nhà thôi. Dạ. Bắt bài. Vô. Dễ thương lắm. Tại sao bà ngoại chưa ăn cơm hả? Dạ, ngoại ăn cơm gì á? Dạ. Trứng chiên cá chiên. Dạ. Mua hả? À. Ngoại mua ha. Sáng mua hàng sáng. Dạ. Trứng chiên trứng. Dạ. Ăn cơm như thế này ngon không Tiết? Ngon. Ngon ha. Ừ, có thích ăn thịt không? Thích hả? Dạ. Sao nói chuyện nhìn ngoại hoài vậy? Sợ ngoại buồn hay gì? Thấy người ta cắt nhà mình vui không Tuyết? Dạ vui. Tuyền, Tiền hay Tuyết? Con tên Tiền. Tuyền. Dạ vui. Vui sao? Vui là được có nhà ở. Vậy hả? Dạ. À. Rồi bây giờ từ nay về sau có nhà ở nè, rồi có nhà mới, có nhà vệ sinh nữa đúng không? Nói là cảm ơn mấy cô chú cho chú nghe ơi. Con cảm ơn mấy chú giúp, cảm ơn mấy chú và con giúp đỡ nhà con. À, rồi sao nữa? Con cảm ơn mạnh thường quân, các mạnh thường quân đã giúp nhà con. Con hứa là sao? Con hứa là lớn lên con cố gắng học cho ngoại vui. Ừ, rồi con chào. Để cho cô chú cũng vui. Để cho cô chú cũng vui. Rồi bây giờ tới chú hỏi hỏi Tuyết nè. Dạ. Rồi bây giờ lớn lên mình có muốn học nghề gì không? Dạ con cũng muốn được làm cô giáo. Muốn làm cô giáo mà không được đi học sao mình làm cô giáo được? Con cũng không biết nữa, chắc làm được mà. Chắc làm được rồi hả? Dạ. Đưa em đi học mình có ước mình được đi học không? Muốn. Muốn lắm hả? Thấy mấy bạn ngoại cặp đi học mình có khi bao giờ mình khóc không Tuyền? Tuyết chứ? Dạ không, con buồn không được đi học. Con buồn hả? Con buồn sao con nói chú nghe với. Người ta được đi học mà mình không được đi học con cũng buồn. À, chú không biết là cái việc học của con á thì không có được đến lớp thì con học như thế nào? Thì con lâu lâu con lấy bài tập của em con ra đọc. Vậy hả? Rồi tự động mình học hay có ai nhắc nhở không? Dạ không, tự động con học. Tự động con học. Vì sao con phải tự động học mà chữ nó có giúp ích gì cho con đâu? Dạ có, nếu có lớn lên thì con còn biết chữ để đi làm nữa chứ. Vậy hả? Sợ để đâu người không biết chữ thì người ta gạt mình đúng không? Ừ. Cái đó là bà ngoại nhắc nhở mình hay là mình tự chủ động? Dạ con tự chủ động học. Tự chủ động học thôi. Và cứ em học đến đâu là mình lấy sách mình học đến đó. Dạ. Vậy hả? Bây giờ chú thích nghe tiếng của con đọc quá, con có thể đọc cho chú nghe được một bài nào không? Dạ. Để em lấy cuốn sách cho con đọc một bài nào đó. Mỗi ngày thì con dành thời gian bao nhiêu để con tự học? Dạ, chừng nào con rảnh thì con lấy chung với em con. Dạ. Yeah. À. Ngày xưa là không được học mẫu giáo luôn hả? Dạ. Tức. Ừ. Ba gì? Trang sách mở ra. Rồi, khi sách mở ra. Khi trang sách mở ra, chân trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, cứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Không sao.
Trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng với bao nhiêu là gió. Trong trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có âu sâu mà giấy không hề uốc. Trang sách không nói được sao em nghe điều gì. Những sóng vỗ một chân trời đang đi. Rồi bài khác ơi. Hay quá vậy. Bài nào khó khó lên ơi. Em thấy bài cuốn sách của em nè. Rồi bài nào các bạn. Trong khu rừng nọ có chú nhím nâu hiền lành nhút nhát. Một buổi sáng chú đang kiếm quả cây thì thấy nhím trắng chạy tới. Nhím trắng vườn vã: chào bạn, rất vui được gặp bạn. Nhím nâu lúng túng nói lí nhí: chào bạn. Rồi nấp vào bụi cây, chú cuộn tròn người lại mà vẫn sợ hãi. Mùa đông đến, nhím nâu đi tìm nơi chú ngủ. Bất ngờ, bất chợt mưa kéo đến. Nhím nâu vội bước vào một cái hang nhỏ, thì ra là nhà của nhím trắng. Nhím nâu run run: xin lỗi, tôi không biết đây là nhà của bạn. Nhím trắng tươi cười: đừng ngại gặp bạn, gặp lại bạn, tôi rất vui. Tôi ở đây một mình buồn lắm, bạn ở lại cùng tôi nhé. Giỏi quá. Không biết là mình học thì tối mình ngồi ở đâu mình học? Đây là nhà của cậu đúng không? Dạ. Nhà của cậu tối hai chị em ngồi đâu học? Dạ, con ngồi trên giường đó đúng. Đâu? Còn Tuyền ngồi ở đâu? Dạ, cái giường này hả? Giường này là nhà cũ của con hay gì? Dạ. Hay là giường của cậu? Dạ, là giường. Con cũng biết nữa con. Ngoài biết. Giường này là của ai đó bà? Dạ, giường của ông bảy. À, giường của người ta luôn. Rồi tối ngủ ngồi ngủ ở đây rồi học ở đây luôn. Dạ. Rồi đèn đâu mà học? Dạ, đèn đúng. Con có mở đèn được đó. À, có cái đèn trên đó đó ha. Là hai chị em ngủ đây hay là ba chị em? Dạ, con với ngoại với nó. À, ngủ ở đây ha. Rồi không có cái bàn học luôn hả? Đó, con lo con dựng máy ra đây nè. À, cái bàn tròn bự bên kia trên đó đó hả? Dạ. À, đâu rồi ngày nay ai giặt đồ? Con giặt đồ luôn ha. Thôi để sách lại đi. Đâu đồ giặt ngày nay rồi phơi ở đâu? Mưa gió thì sao? Dạ. Hai chị em ngoan ghê á. Rồi dẹp vô đi con. À, giấy khen có tiền ở đây đây. Giấy khen hồi năm học lớp 1 đúng không? Năm nay là lớp 2 đúng không? À, đâu ra ngoài trước rồi sao ơi? À, con tự giặt luôn hả? Hồi nãy tắm ở đâu? Dạ con tắm ngoài đây nè. Nhà vệ sinh ha. Dạ. Ờ. Ở ra ngoài sau đi con. Dạ. Rồi con giặt là con ngồi ở đâu con giặt đâu? Hôm nay thì Bùi Hồ cũng muốn tìm hiểu lại cái cuộc sống. Chú, con lấy cái thao đó đó con giặt. À, lấy cái thao đó đó hả? Rồi con giặt con ngồi ở đây. Dạ. Rồi Tiết có giặt phụ không? Ở Tiền. Không. Giặt không. Không cho giặt. Tao không cho giặt. Con sẽ rửa chén phụ Tiết thôi à. Vậy? Con sẽ rửa chén phụ tiếp thôi hả? Dạ. À, cái nào mình làm được thì mình làm đúng không? Dạ. Còn ai nấu cơm? Bà nội, dạ. Bà ngoại. Dạ con. Con luôn hả? Dạ. Con biết nấu món gì? Thì con biết chiên trứng nhưng mà cái bếp ga nó hư rồi chú, nên bếp củi đó lâu lâu ngoại con nấu. Ừ. Sáng ngoại con nấu. Ừ. Thấy vậy mình thấy cuộc sống mình cực gì mình buồn không Tuyết? Dạ, buồn. Buồn sao? Buồn mình không có được nhà như người ta, không được đi học như người ta. Dạ. Không được nhà như người ta, không được đi học như người ta. Dạ. Rồi buồn sao nữa? Buồn nhà mình nghèo, nhà mình khó nữa. Không có tiền thuê nhà. Bây giờ có thì vui dữ không? Vui. Bây giờ còn ước muốn gì không? Dạ không. Có muốn đi học không? Có. Có hả? Nếu như cho đi học lại con vui dữ không Tích? Vui hả? Dạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 12. 12 tuổi rồi hả? 12 tuổi là theo là học lớp 6 rồi. Ừ. Nhưng mà hồi đó là không có đi học, từ nhỏ đến lớn là không có đi học luôn. Hồi đó giờ có được gặp ba không? Dạ hồi đó có, giờ không. Ừ. Bây giờ không gặp ba nữa hả? Dạ. Ba có thăm không? Dạ không, hồi đó có thăm khoảng 2-3 lần đó, gần rồi không thấy thăm nữa. Ừ. Không thấy thăm nữa hả? Rồi bây giờ Tuyền nói xong là cảm ơn rồi. Bây giờ chắc tới con nói đi. Dạ con cảm ơn mạnh thường quân, cô bác, anh chị giúp gia đình con được ngôi nhà với nhà vệ sinh. Ừ. Con cảm ơn các mạnh thường quân. Ừ. Ngoan quá ta. Vậy khoanh tay lại nữa. Hả? Mình đang chơi. Mình đang chơi.
Nhà đó là hồi đó của con nè, đúng không? Dạ. Nhà lá đó đúng không? Dạ. Hồi lúc mà sập, muốn mưa muốn sập luôn này, con sợ dữ lắm không? Dạ. Sợ lắm hả? Dạ. Có bao giờ mình ngủ mình nằm mơ thấy được cái nhà không? Dạ không, con không có mơ thấy nhà. Sao vậy? Không biết sao chứ. Cũng không có biết gì, tuổi nhỏ mà cô nói cái gì. Thôi thì cố gắng lên nha. Cố gắng lên phụ bà ngoại. Bà ngoại đi bắn số nữa. Chú đi ra ngoài kia với mấy chú một cái ha. Rồi bây giờ cũng bớt mưa rồi, cậu bác bên chị cũng đi ra ngoài này một tí xíu. Em thở thương rồi dập mưa làm luôn. Hết mưa rồi, ông trời thương hết mưa luôn rồi. Xanh xanh gì đất dẻo nó khó dứt quá anh Hợp. À, lúc mà Bùi Hồ điện cho các anh đó thì hỏi các anh có làm không, mưa có làm, anh nói anh đang làm luôn nên Bùi Hồ cũng bất ngờ. Và đến đây thì để chia sẻ cái hình ảnh cho cô bác của anh chị biết được cái nghề làm hồ nó cũng vất vả lắm. Làm phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nó mới có được đồng tiền, đặc biệt những cái công trình mà nhận mà mưa khó khăn cũng phải làm. Anh phụ khi nào anh mới được lên thợ anh lớn? Con như có nhiều đó làm hoài đó. Anh Hợp làm được không? Không ấy em xuống em chỉ đạo cho. Đúng là hỏi ai còn nói còn lớn thì thôi thì im luôn. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc clip này ở tại đây. Cũng chia sẻ cái clip này. Tại vì ngày hôm nay là đào đến công trình này là hết rồi cô bác của anh chị. Thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha. Định thì Bùi Hồ đã kết thúc clip rồi. Nhưng mà đi lại đây ghé sạc cái điện thoại á cô bác của anh chị. Thì mới phát hiện ở dưới này là đây là cái miếng nệm. Ủa sao ngủ nó gách cái gì như thế này rồi. Tiếc. À cái niệm này lâu chưa con? Dạ lâu rồi chú. Vậy hả? Lâu là bao lâu rồi? Dạ cỡ được 1 năm rồi chú. À nó xuất ra vậy hết rồi đó hả? Dạ. Trời ơi, ba miếng nó gờ gạt hết à. Thì ngủ ở đây có bị ngứa gì không? Dạ không, tối con phủi cát cho nằm nó ngứa. Cái này là người ta mới cho nó hay gì? Dạ cho cũng được mấy tuần nay rồi chú. Người ta cho này là người ta cho cũ hả? Dạ cho cũ. Thấy thương quá cô. Dạ. Cái này nó đang lâu quá rồi. Nó xuất ra từ miếng này nó là khác rồi. Xách lại. Chiếu mấy bữa thì không có cái miếng này thì để cái chiếu lên. Làm cho nó đỡ đau hơn. Rồi giờ có cái miếng này đã cho rồi để cái chiếu dưới rồi lót cái nó phía giữa. Làm. Bà ngủ chỗ nào? Chỗ này hả? Dạ, không, mẹ còn ở trong này. Ở trong này thì mẹ nó. Ngủ là cũng không có nệm gì đó hả? Hay là có nệm bên đó? Miếng đó. À, miếng đó là miếng gì? Dạ, miếng là... cao su non. Đó là mua hả bà? Dạ, cũng phải cho không à. Ta cho không hả? Trời ơi. Cái này có ra được đồng ăn mét cho á. Có người khổ, quá khổ, có người thì cô ăn cô để quá. Thương quá. Ở nhà là chỉ có một cái tủ đồ duy nhất này hả? Dạ. Nhưng mà nhà này là nhà ở đậu, nhà của cậu chứ không phải là nhà của bà đâu. Dạ. Thương quá. Thôi, cố gắng lên nha bà ha. Dạ. Dạ.